mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Vợ chồng họ Sử. Đây là kinh nghiệm lợi ích mà Sử cư sĩ trải qua sau khi học Phật. Hy vọng mọi người nhờ đây mà tăng thêm tín tâm học Phật. Ông đã kể cho chúng tôi nghe rằng đầu mùa đông năm 1998, vợ của ông bất ngờ mang thai ngoài ý muốn. Lúc đó ông đang bề bộn công việc khảo cứu, còn vợ của ông thì công việc vừa mới khai trương. Cho nên vợ chồng ông đã quyết định một điều không nên là vợ ông đi bệnh viện nạo thai. Nào ngờ hành vi khinh suất này đã thay đổi nửa đời sau của vợ chồng họ. Vợ của ông bị chứng bệnh hiểm giày vò nhiều năm, khiến cho họ cũng giờ đây mà thức tỉnh, cùng bước vào con đường học Phật. Năm 2003, vợ của ông phát hiện bộ phận cận trực tràng của cô đau không chịu nổi. Bác sĩ chuẩn đoán là bị viêm mủ các tuyến quanh hậu môn, bảo cô ta phải nhập viện mổ. Nhưng mổ xong vẫn đau như cũ. Sau đó được bác sĩ chuyên môn ở Y viện Phụ Sản tỉnh chuẩn đoán là chứng bệnh di vị nội mạc tử cung. Tìm đọc các tư liệu liên quan, họ mới biết được bệnh này vô cùng nghiêm trọng. Bệnh làm viêm thành đường ruột, gây hẹp và tắc nghẽn đường ruột, tạo ra táo bón. Táo bón chỉ ra liên tục thường xuyên cũng ảnh hưởng đến chu kỳ trong thời kỳ kinh nguyệt, có thể bị táo bón nặng. Ngoài ra, bệnh nhân thường xuyên xuất hiện nhiều cảm giác khó chịu như muốn đi ngoài, đau khi bài tiết, thậm chí đi ngoài ra máu. Bệnh sẽ xuất hiện các triệu chứng khác như tắc nghẽn đường ruột hoặc giãn cách, gây táo bón, trướng bụng, đau bụng, buồn nôn, khó chịu. Đây là căn bệnh nan y của thế kỷ này. Triệu chứng chính là không thể mang thai và rất đau đớn. Bệnh rất khó chữa. Việc trị xong vẫn có thể tái phát bất cứ lúc nào, được xếp vào loại ung bú bất tử. Chứng này hành bệnh nhân thống khổ bất tận. Mỗi tháng vợ của ông đều bị hành đau chí tử. Cơn đau cứ đúng hẹn là đến theo chu kỳ, đày đọa cô ta suốt 4 ngày đến 5 ngày, gây ảnh hưởng trầm trọng đến sức khỏe, công tác và đời sống. Ông cũng bị khổ lây theo, vì mỗi lúc nhìn vợ ông nằm dài trên giường, mặt trắng bệch, sức lực hầu như cạn kiệt vì cơn đau. Thống khổ này trong chớp mắt cũng vây bủa toàn thân ông, khiến cho tim ông khó thở như bị đá đè, cực kỳ nặng nề khó chịu. Bác sĩ đề nghị vợ ông nên trị liệu theo phương pháp thụ thai, vì việc mang thai và cho bú có thể giúp cho bệnh thuyên giảm. Nhưng đối với người bị chứng dị vị nội mạc tử cung thì chuyện mang thai bình thường bỗng trở nên quá gian nan. Nỗ lực hơn một năm vẫn không có kết quả. Họ đối với việc này hầu như không còn hy vọng gì cả. Tháng 3 năm 2005, vợ của ông bị u nang buồng trứng bên trái nên phải nhập viện mổ, cắt bỏ vùng buồng trứng ung mủ. Đối với chứng bệnh viêm mủ các tuyến quanh hậu môn, do quanh đó liên quan đến nhiều dây thần kinh huyết quản, nên nếu mổ thì nguy hiểm rất lớn. Vì vậy bác sĩ không dám động đến. Sau khi cắt buồng trứng xong, bác sĩ lại đề nghị bằng cách mang thai, nói rằng thời kỳ hoài thai then chốt là tháng 7-8. Nếu qua được 2 tháng này thì không lo nữa, có thể gió yên sóng lặng. Tháng 8, họ đã đi Phổ Đà Sơn lễ tượng Quan Thế Âm tại Phổ Tế Tự để cầu con. Kể ra thật mầu nhiệm, ngay từ lúc rời khỏi Phổ Đà Sơn về nhà hơn 1 tháng thì vợ ông đã có tin vui, chúng tôi mừng đến rơi nước mắt. Tiếp đến 1 năm sau, nhờ mang thai và cho con bú, vợ ông mới được hưởng những ngày tháng bình an của cuộc sống không đau đớn. Nhưng cảnh vui thường không kéo dài. Khi con gái của ông vừa cai bú xong
thì tháng kế đó, vợ ông đã kinh hoàng khi phát hiện cơn đau bấy lâu nay nằm, bây giờ đột ngột ập tới. Lúc này, họ hầu như lâm vào đường cùng, bó tay hết cách, khổ đến khóc không còn lệ. Nhưng cũng ngay trong lúc này, vận may thần kỳ đã mỉm cười và mở ra con đường mới cho họ. Họ đã bắt đầu bước vào con đường quay về cố hương dưới sự hướng dẫn của chư Phật Bồ Tát. Một đêm thu năm 2005, Bồ Tát Quan Thế Âm thần uy diệu lực một lần nữa lại ban ân cho họ. Hôm đó, Thiều Hương Lô Phong thiền tự khai quang tượng Bồ Tát Quan Thế Âm đúng vào 1 giờ khuya. Ông vì muốn hoàn nguyện Ngài đã ban cho đứa con nên cũng lên núi này tham dự. Khuya hôm đó, đúng giờ đã định, Phật nhạc bắt đầu tấu vang, tượng Bồ Tát tỏa hồng quang bủa khắp. Ông đã nghe mọi người xúc động nói: "Trời ơi, ánh sáng gì mà sáng quá vậy? À, tôi biết rồi, hào quang của Bồ Tát, hào quang của Bồ Tát đó." Lúc này, đám đông ngoài điện nhốn nháo, xôn xao, ngẩng đầu lên nhìn. Ông cũng ngẩng đầu lên, thấy giữa không trung, tuy là ban đêm, nhưng có luồng hào quang sáng chói. Ánh Phật quang hiện rõ, to dần, mỗi giây nhấp nháy một lần. Tuy sáng rực rỡ, nhưng không hề gây lóa mắt. Hào quang trên không phát xuất từ hướng Tây Nam, di chuyển dần đến trên đỉnh điện thờ Quan Thế Âm. Sau này, ông hồi tưởng lại, Phật quang đại khái đã chiếu và nhấp nháy hơn 20 lần. Khi đó, ông quá kích động, kinh ngạc, đến đổi đầu óc hóa thành hư vô, trống rỗng. Hiện trường khi ấy có 600-700 người cũng đều xúc động, ngẩn ngơ. Ông có thể khẳng định là đêm đó trời cực kỳ trong và quang đãng, không một phiến mây đen hay điện chớp. Hào quang này không phải là đèn điện hay ánh sáng do con người tạo ra, bởi vì diện tích và mức độ chói sáng gấp 100 lần ánh điện nhân tạo. Hơn nữa, ánh sáng lại xuất phát từ tích trên không, và những người chứng kiến lại nhìn thấy đủ các hình ảnh không đồng nhau. Người thì thấy hoa sen, kẻ thấy hồng quang, thôi thì đủ kiểu. Từ đêm đó, ông đã bắt đầu tin rằng Phật Bồ Tát không phải là truyền thuyết hư vô hoang đường, mà thực sự có tồn tại, có thể nhìn thấy rõ ràng. Năm 2006, ông dần dần tiếp xúc với Phật Pháp. Quyển sách đầu tiên gây ảnh hưởng cực lớn cho ông là cuốn Báo Ứng Hiện Đời của cư sĩ Quả Khanh, đã giúp cho ông hiểu rõ nhân quả đáng sợ, rằng báo ứng không sai bảy may. Ông biết chứng bệnh khủng khiếp hành giờ ông là do nhân quả, nhưng vì mới nhập Phật môn nên ông chưa hiểu được nguyên nhân chính xác và cách giải quyết việc này ra sao. Hơn 20 giờ, ngày 18 tháng 11 năm 2006, ông vừa nghe xong thời pháp tại Huyền Trang Tự ở Nam Kinh, đang ngồi xe vượt 400 km để quay về nhà. Lúc đó, ông mới vừa nghe pháp xong nên nhiệt huyết dâng cao như thủy triều, cứ thầm hỏi: liệu mình có thể dứt khoát từ bỏ đồ ăn mặn để ăn trường trai hay không? Nhưng vừa nghĩ đến đây thì ông bỗng e dè, khi nhớ tới bao thức mặn ngon lành suốt mấy mươi năm qua mình từng thưởng thức, nào là bò, gà, tôm, cá, đủ thứ hấp dẫn. Việc phải từ bỏ những món ăn khoái khẩu kia khiến cho ông đâm ra lưỡng lự, tự nghĩ: mình có nên ăn mặn thêm mấy năm nữa chăng? Đột nhiên, di động của ông reo vang, dòng vợ của ông cuống quýt báo tin con gái của ông bị cảm, không thể uống sữa hay ngủ ghê gì. Nó cứ khóc thét từ sáng tới giờ, tính ra đã 17 tiếng rồi. Người lớn trong nhà và con bé ai cũng đuối đừ, kiệt sức. Ông giật điện thoại xong, lòng nóng như lửa đốt,
ước gì mình có cánh để bay liền về nhà. Ngay lúc ông đang lo lắng rối ren, bỗng ông sực nghĩ, chẳng phải trong Phật môn có câu hữu cầu tất ứng hay sao? Thế là ông chắp tay chí thành khấn nguyện: xin chư Phật Bồ Tát gia trì cho con gái con bú sữa và ngủ được. Con nguyện từ nay trở đi sẽ ăn trường trai. Chưa đầy 10 phút thì vợ ông đã gọi điện báo tin: anh đừng lo nữa, con đã bú sữa được và ngủ rồi. Lập tức ông bị kích động đến lệ tuôn đầm đìa, bởi ông cảm thấy việc này quá thần kỳ, Phật Bồ Tát quá từ bi. Các ngài biết rõ những ý nghĩ không hay trong đầu của ông nên đã dùng cơ duyên này để thúc đẩy ông mau chóng bỏ mặn ăn chay, dứt ác theo thiện, bước vào con đường học Phật chân chánh. Từ hôm đó trở đi, ông đã biến thành người theo chủ nghĩa ăn chay nghiêm nhặt. Tháng 4 năm 2007, ông theo cư sĩ Quả Khanh đến Thiểm Tây, lòng đầy thắc mắc về căn bệnh của vợ mình nên tha thiết hướng về cư sĩ Quả Khanh cầu chỉ giáo. Cư sĩ Quả Khanh hơi định thần một chút rồi hỏi ông: có phải bà nhà đã từng phá thai không? Khi ông xác nhận thì cư sĩ Quả Khanh đã nói rằng đây chính là nguyên nhân. Cư sĩ Quả Khanh đã ôn tồn dặn ông nên ăn chay, tụng kinh siêu độ cho thai nhi. Tháng 5, thông qua cư sĩ Quả Khanh, ông được gặp cư sĩ Quả Hồng. Đối với bệnh trạng vợ ông, cô khẳng định: chắc chắn là do hai người phá thai mà chiêu cảm quả khổ như vậy. Cô bảo ông khuyên vợ ăn liệt chay, chân thành sám hối tội lỗi đã tạo và nên tụng Phật thuyết trường thọ diệt tội hộ chư đồng tử Đà La Ni Kinh. Đồng thời cô không chút khách khí, thẳng thắn chỉ ra vô cùng chuẩn xác những lỗi sát, đạo, dâm, vọng mà ông đã phạm, khiến cho nội tâm của ông bị chấn động kịch liệt, lẫn hối hận đan xen, xấu hổ vô cùng. Cô đã cho ông thấy kiến thức Phật Pháp thần kỳ, càng thêm kiên định niềm tin nếu hành đúng theo Phật Pháp thì họ có thể chữa lành căn bệnh nan y. Tháng 5 năm 2007, dưới sự khuyên lơn ôn tồn lẫn đanh thép có một chút uy lực của ông, vợ ông đã miễn cưỡng thực hiện việc bỏ mặn ăn chay. Nàng vốn là một tay sành ẩm thực, khoái mỹ vị cao lương, nhưng giờ đây hiện với căn bệnh khổ khó kham, nàng đành phải nhường bộ một bước, nhưng rất không cam tâm tình nguyện, lòng còn bán tính bán nghi. Quả tình, đối với một kẻ vô thần chưa từng tiếp xúc qua Phật Pháp như nàng thì việc bắt nàng tụng kinh còn khó hơn ăn chay rất nhiều. Vì vậy, mặc dù ông đã yêu cầu đủ cách, nàng vẫn nhất quyết không chịu tụng kinh niệm Phật. Tháng 7, ông cương quyết từ bỏ công tác sự nghiệp tại Bắc Kinh, quay về bên cạnh vợ ông, xem như việc tụng kinh sẽ do ông đảm nhiệm và hoàn thành. Ông hiểu mình có hai trọng trách: một, ông phải tu theo Phật Pháp, không hẳn là vì bệnh của vợ mà vì muốn cứu đứa con đáng thương từng bị phá bỏ; hai, việc làm này xem như là thể hiện nỗi niềm ăn năn chuộc lỗi, muốn bù đắp cho con, hy vọng sẽ an ủi vong thai và được cháu tha thứ, giúp cháu ly khổ đắc lạc, vãng sinh cõi lành. Mùng 8 tháng 8, ông bắt đầu tụng Phật thuyết trường thọ diệt tội hộ chư đồng tử Đà La Ni Kinh và Kinh Kim Cang, mỗi ngày 1-2 bộ. Đương nhiên, trước và sau khi tụng kinh, ông luôn chân thành nói với đứa bé, giải thích rằng việc phá thai ngày ấy khiến cho họ rất đau lòng, giờ thì ông xin sám hối tội ngu si tàn độc của mình và an ủi vỗ về tâm tư oán hận, tuyệt vọng của hài nhi. Có lúc ông đã buồn nghẹn ngào đến khóc không thành tiếng. Sự việc kỳ diệu phát sinh. Đến cuối tháng, vào những ngày chu kỳ,
vợ ông không còn bị hành đau thống thiết nữa. Lúc đó họ cũng cho là có thể nhờ tác dụng của châm cứu thuốc men. Ngày 10 tháng 9, vợ ông không châm cứu hay dùng thuốc chi nữa. Ông tiếp tục tụng kinh chuyên cần. Vợ ông một lần nữa được bình an vô sự. Nhưng họ vẫn còn cho rằng có lẽ nhờ di chứng phẫu thuật một bên buồng trứng năm 2005 kích thích tố nữ hạ nên thành như vậy. Đến tháng 11, khi vợ ông đến bệnh viện kiểm tra kích thích tố nữ, kết quả tất cả đều bình thường. Họ vẫn chưa yên tâm, bèn đi hỏi cư sĩ Quả Hồng. Cô xác nhận đứa bé thật sự đã đi rồi, hơn nữa còn ra đi với tâm tư rất vui vẻ. Bây giờ họ mới tin phục. Trong khoảng thời gian này xảy ra một việc thú vị. Tính đến đầu xuân năm 2008, vợ ông lành bệnh được 6 tháng nên hầu như nàng cũng quên bén đi cảm giác đau từng hành hạ mình. Nhất là khi đối diện với những mâm cỗ đại tiệc mừng năm mới, nhìn từng bàn ê hề thịt cá, chân đầy mỹ vị cao lương, càng kích thích bản tính khoái ăn ngon của nàng. Nàng chép miệng thèm thuồng và mấy lần than thở với ông một cách ai oán. Anh à, ăn chay cả đời như thế này em chịu không có nổi đâu. Đến tháng 4 này á, tao xem như ăn chay đã mãn năm, lúc đó em sẽ ăn mặn lại. Nàng vừa tuyên bố xong thì ngay tháng giêng đó, cơn bệnh kinh khủng đáng sợ bỗng xuất hiện. Dường như nó đang ngấm ngầm bộc phát, khiến cho vợ ông bắt đầu hoảng loạn, sợ hãi. Thời may hôm đó họ đã cùng với cư sĩ Quả Hồng đi Thượng Hải, Nam Kinh, Hàng Châu và cùng một số cư sĩ đến phóng sinh ở Tây Hồ. Những liên quan đến chuyến phóng sinh này đều được đài truyền hình Triết Giang trình chiếu và báo Tiền Giang đăng tin vào ngày 25 tháng 12. Lúc ăn trưa nơi tiệm chay, ông hỏi Quả Hồng cùng ngồi chung bàn. Vợ tôi lại đau nữa, có phải là do đứa bé quay về không? Không phải, là tại vợ anh nói lời lật lọng, bội tính, phản nguyện. Vợ ông ngồi bên xanh mặt, nàng hoảng sợ tới nỗi chẳng còn dám hó hé đá động gì tới chuyện ăn mặn lại. Đương nhiên tháng kế đó, nhờ vợ ông biết kiềm chế được trước vực thẳm, dừng kịp trước hiểm nguy, nên cơn bệnh dữ không còn tái hiện, hoành hành. Kể từ đó, vợ ông cũng chưa hẳn chẳng dám nói hay tơ tưởng gì đến chuyện ăn mặn, và nàng được bình an mãi cho đến ngày nay. Bây giờ họ lại được một phen luật nhân quả dạy cho một bài học, đã biết sợ và tin trên đầu ba thứ có thần linh, đã hiểu rằng từng cử chỉ lời nói, mỗi khởi tâm động niệm của họ thấy đều nằm trong tầm nhìn của thần minh, đều bị luật nhân quả chi phối vận hành. Đến nay đã gần 2 năm, vợ ông đã hết bị cơn bệnh khủng hành, chứng táo bón và các bệnh lớn nhỏ gì cũng đều tiêu tan. Các bằng hữu bác sĩ của ông vẫn nói rằng thông thường bệnh này phát mỗi lúc càng nặng. Vợ của anh không do phẫu thuật, không do uống thuốc mà được lành thì phải nói đây là đại kỳ tích. Ông và vợ ông xin cảm tạ Phật Pháp, cảm tạ các thiền tri thức đã kiên nhẫn chỉ dẫn giúp họ phá mê bỏ xấu, cảm tạ đứa con đã thông cảm tha thứ chịu xả oán hờn ra đi, càng cảm tạ cháu đã dùng phương thức này để cứu độ hai đấng sinh thành ngu si, khiến họ biết mà dừng trước vực thẳm, lội ngược dòng, lìa xa chốn mê. Giải thích thêm, kỳ tích sống lại từ chỗ chết phát sinh và bắt nguồn từ tâm tỉnh giác tu sửa. Người không muốn chết thì trước phải biết chết ngay khi còn đang sống, có nghĩa là chết hết mọi tật xấu, phải chết trụi lũi những tính tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến, những gì trái đạo không đúng pháp. Ngoài ra còn phải biết thành tâm sám hối, sửa lỗi, bồi đức, y theo giới định huệ, đúng pháp mà tu hành thì sẽ thay đổi cuộc đời. Hiểu rõ Phật Pháp rồi thì dù kỳ tích có xảy ra cũng là chuyện rất bình thường.
问三摩地娑诃